Này crush ơi, hãy cho tôi mượn bàn tay, mượn rồi chẳng trả. Thật là lời quá. Câu chuyện này của ai vậy? À, thật ra thì câu chuyện này là của Misa. Xin chào mọi người. Câu chuyện mà đi ngoài đường mà gặp người yêu cũ đi với người yêu mới thì chắc là riêng một mình em là phải cho em một số, em kể từ đầu đến cuối 1001 câu chuyện đã từng xảy ra với em trong tình huống này. Chứng tỏ quá nhiều người yêu. Không phải, Misa chỉ có 4 người yêu thôi, nhưng mà 4 người yêu cũ Misa thì lại có quá nhiều người yêu mới. Cho nên là lúc nào đi cũng gặp, mỗi lần gặp là một người mới. Không, nhưng mà Misa, em phải kể là sau khi chia tay ấy, cái người đầu tiên ấy, thì tại vì lúc đó là cái cảm xúc mình nó còn còn sau đó là nó hết cảm xúc, có gặp cũng như bạn thôi, bình thường. Không có đâu, Misa lúc nào cũng có thường. Cảm xúc mỗi lần gặp là một cái câu chuyện, mỗi lần gặp cảm xúc gào vàng kiểu vậy đó hả? Mỗi lần gặp nó là một cái tình huống mà em nói là rất là nhiều thứ kịch tính. Thì cái câu chuyện này của em là cái câu chuyện mà em cảm thấy là dễ thương nhất trong những cái câu chuyện mà em đã từng gặp người yêu cũ đi với người mới. Thì đó là cái lần mà em chia tay với người yêu đầu tiên. Xong thời gian, thế là ngày hôm đó em với lại một nhóm bạn đi chơi trên đường. Thì em nhìn sang quán cà phê bên kia, em thấy là bạn cũ đang ngồi với người mới bên đó. Mà em nói thiệt là trời ơi, không biết sao ăn ở tốt chị. Người ta hay nói cái câu là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nó là chính xác. Bởi vì trong nhóm bạn của em đang đi là trong nhóm bạn nó có crush, bên kia là người yêu cũ đang ngồi với người mới. Thì giờ sao, giờ em tiện thể em quay sang nói với crush để kiếm chuyện luôn. Bên kia là người yêu cũ tớ đang ngồi với người mới, tớ bị buồn quá không biết làm sao, hay là bây giờ cậu cho tớ mượn tay đi, nắm tớ nắm tay cậu để coi như là xuất sắc, giống như là cậu là người yêu mới của tớ đi, rồi mình đi ngang qua mặt nó nha. Tà thính xuất sắc em. Tà thính xuất sắc cá mập. Mà đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đó, nó thiên thời địa lợi nhân hòa mà chị. Quá đẹp luôn. Chứ cả thời của chị đâu có ai để nắm hết. Em đi ngang qua xong em bạn kia, xong bạn kia bạn cũng hiền nữa. Em nghĩ là nhiều khi em thử hỏi vậy thôi, tại vì em nghĩ là có nhiều người con trai họ sẽ không dám. Bạn cứ ủa vậy hả? Mà em cũng buồn lắm, thật sự là giúp đỡ đi, giúp đỡ đây đang rất là buồn. Và nó nhớ okay. Nha, nhớ nha. Khai sát em nắm tay bạn đó đi lướt ngang qua bên kia. Xong rồi em với bạn rất sống quen nhau. Cái này mình bắt trước được. À, nếu mà con đang đi chung với lại có bạn nữ nào đó, tự nhiên là em có thể cho nắm tay không? Không, buồn quá. Buồn quá em ơi. Em có biết không, ngày đó, ngày xưa anh yêu đó dữ lắm. Xến bà ơi. Bỏ đi. Rồi cũng là quen đúng không? Là thành đúng không? Là quen tới 3 năm rồi, đó là mối tình đẹp nhất luôn. À, đôi khi là thấy người yêu cũ đi với lại người mới của họ cũng có cái hay ha. Cái tự nhiên mình có người yêu mới luôn. Đó là hợp lý. Câu chuyện thứ tư.